các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Sau những ngày miệt mài dọn nhà, túc tác nhan sắc thì đầu xuân năm mới chính là thời điểm dân tình đua nhau xả ảnh xinh đẹp, lồng lộn. Người đăng ảnh cả gia đình xung về đúng côn xếp Tết, người hớn hở khoe lì xì không khí từng bừng phủ kín cõi mạng, hứa hẹn một năm mới êm ấm, hạnh phúc. Đôi vợ chồng son phan thành, Jimmy Trương cũng không ngoại lệ. Trên trang cá nhân của mình, Tổng Giám đốc Sài Gòn Square đã đăng ảnh cùng bà xã và em trai, Phan Hoàng. Thiếu ra sai thành viết caption khá đơn giản, Happy New Year 2021. Tạm dịch, chúc mừng năm mới 2021. Khoảnh khắc năm mới cùng với bà xã và em trai được Phan Thành chia sẻ. Trong ảnh, bên cạnh nhan sắc xinh đẹp của Jimmy Chương, dân tình còn phải chú ý vào độ bảnh trai tăng lên trong thấy của Phan Thành. Trước giờ vẫn bảnh nhưng phen này được vợ chăm trong thiếu gia xịn sò hẳn gia. Đây cũng là khoảnh khắc lộ diện đầu tiên trên cõi mạng của hai vợ chồng sau siêu đám cưới cách đây không lâu. Về phần mình, nàng dâu hào môn Jimmy Trương cũng khoe ảnh bộ áo dài tím nền nã ở sân biệt thự nhà chồng. Cô nàng cũng không quên gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người, chúc mừng năm mới cả nhà ơi. Chúc mọi người năm mới vạn sự như ý, muốn gì được nấy nha. Jimmy Trương khoe ảnh năm mới ở sân biệt phủ nhà Phan Thành. Tết năm nay, gia tộc họ phan đón sông hỷ lâm môn khi vừa có dâu mới vừa đón năm mới nhìn những cây mai hay chậu hoa lan siêu to khổng lồ thế này là đủ biết tết nhất tưng bừng ra sao rồi ảnh tổng hợp